Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8. Thì Bến Tre xử phạt 102 trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thì ngày hôm qua, 25 tháng 8, qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch 102 trường hợp với số tiền là 202 triệu đồng. Trong đó, ra đường không lý do chính đáng là 99 trường hợp, không đeo khẩu trang là 3 trường hợp. Ngoài ra, các lực lượng đã tiến hành kiểm tra 555 cuộc, buộc quay đầu 64 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Nhắc nhở 235 lượt người dân, 24 cơ sở kinh doanh, lập biên bản 120 trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thì tình hình người dân vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được ghi nhận trong ngày vẫn còn cao, cho thấy ý thức chống dịch của một số bộ phận người dân vẫn còn thấp. Ngành chức năng đề nghị người dân thực hiện nghiêm về quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để góp phần với chính quyền rồi địa phương đẩy lùi bệnh dịch. Và thông tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8. Thì theo đó, tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, tỉnh ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.648 ca. Hiện tỉnh đã ghi nhận 38 ca tử vong và 1.060 ca đã ra viện. Số ca dương tính mới vừa ghi nhận bao gồm Mỏ Cày Bắc là 2 ca ở Khánh Thạnh Tân và Tân Thanh Tây, Ba Tri là 2 ca ở Bảo Thuận và Mỹ Chánh, thì Thành Phú là 6 ca ở Bình Thạnh. Trong 10 ca vừa ghi nhận là có 8 ca trong khu cách ly và phong tỏa, cộng đồng là 2 ca. Thì 2 ca cộng đồng bao gồm là 1 ca ở Bảo Thuận, Ba Tri đã hoàn thành cách ly tập trung trước đó, test nhanh dương tính trong chiến dịch tầm soát cộng đồng thì đang điều tra dịch tễ. Và 1 ca ở Bình Thạnh, Thành Phú là tiếp xúc với người có triệu chứng nên tự đi test kiểm tra cho kết quả dương tính và đang điều tra dịch tễ. Và mình cũng xin kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.